Hello, hello. Xin chào các bạn đến với Thuận Capital ngày hôm nay. Hôm nay đó là chiều ngày Chủ nhật tại Hoa Kỳ. Bây giờ là khoảng 2 giờ rưỡi chiều giờ Cali. Ở Việt Nam, các bạn đã bước qua tuần mới rồi là ngày thứ hai. Thì hai ngày qua cuối tuần thường cũng rất là bận các bạn. Tại vì Thuận cũng đang trong cái quá trình là dọn qua nhà mới. Thì thật ra dọn chính thức vẫn chưa xảy ra các bạn. Đó là khoảng chừng 2-3 tuần sau nữa. Nhưng mà tuần này thì Thuận phải xử lý những công việc như là Internet, điện, nước, vân vân Rồi nội thất các bạn. Nhưng mà hôm nay Thuận đã trở lại để mà chia sẻ một số những thông tin đã bật với các bạn cuối tuần qua đó thì về phương diện giá cả các bạn sẽ thấy được là không có nhiều sự thay đổi nhất là nói với giá của BTC các bạn thì giá BTC cũng cơ đó mà thôi các bạn thấy được là giá BTC hiện bây giờ là 29.130 và những cái altcoin đó tuy là trong vòng 24 giờ qua các bạn thấy được là cũng có nhiều màu xanh xuất hiện nhưng mà nói chung nó thì cũng khá là im lặng và nhàm chán các bạn thị trường crypto bây giờ đó nó không có được sôi động nhưng mà về cái phương diện tin tức đó, thì có một số những thông tin thường nghĩ là quan trọng và cũng rất là thú vị tôi muốn chia sẻ với các bạn. Bây giờ đó thì vẫn chưa có tài liệu liên quan tới hợp đồng tương lai của chứng khoán Hoa Kỳ khoảng chừng nửa tiếng nữa mới có các bạn nhưng mà các bạn đã thấy là kết thúc thứ sáu đó thì lại có thêm một chút xíu đỏ xuất hiện ở trên những chỉ số chứng khoán ở hoa kỳ thì để chuẩn bị cho tuần mới đó cũng như thường lệ chúng ta sẽ cùng nhau nói tới những sự kiện tài chính lớn trong tuần này Và có một sự kiện rất lớn chúng ta cần phải quan tâm đến Thứ nhì nữa đó Thuận sẽ chia sẻ với các bạn về trung bình giá cho cái account demo Chúng ta luôn trung bình giá mỗi Chủ nhật Và hãy xem coi là cao đó tới đâu rồi, rồi các bạn Và kế đó Thuận muốn chia sẻ tổng quát về tình hình on-chain Và chúng ta cũng sẽ nói tới những cái thông tin cực kỳ thú vị như là liên quan đến cái cuộc chiến stablecoin và nó có liên quan tới CZ và Binance rồi chúng ta bây giờ hãy bắt đầu với cái chủ đề đầu tiên đó chính là những sự kiện các bạn cần phải quan tâm đến trong tuần này. Thì trước hết các bạn thấy là chúng ta có hai quan chức của Fed sẽ phát biểu và đó chính là chủ tịch Fed ở Philadelphia là Harker và kế đó là chủ tịch Fed ở Richmond À, là Barkin hai người này đó sẽ phát biểu cùng ngày các bạn là ngày thứ ba và các bạn đang thấy được là ngày thứ năm đó thì chúng ta có một cái chỉ số rất quan trọng đối với lại những bạn nào mà trong thị trường tài chính nói chung đó chính là chỉ số CPI phần trăm lạm phát ở Hoa Kỳ tại vì lần này đó chỉ số CPI nó có liên quan trực tiếp đến Fed sẽ làm gì trong cuộc họp tháng 9 các bạn và hiện bây giờ các bạn đã thấy được là ước tính á, thì chỉ số CPI nói chung là sẽ tăng các bạn chứ không phải là giảm tháng vừa rồi đó chỉ số CPI là 3.0 nhưng mà lần này là 3.3 nhưng mà ngược lại đây chúng ta vẫn sẽ tiếp tục thấy dựa theo ước tính là chỉ số core CPI sẽ giảm xuống 4.8 còn 4.7 thì cái này có đáng lo lắng hay là không? Trong khi mà các bạn đã thấy là ngày thứ bảy, ngày hôm qua thì chúng ta có một người của Fed đó chính là thống đốc Michelle Bowman thì thống đốc Michelle Bowman đã phát biểu nói là đối với lại bà ta ra thì Fed cần phải tăng thêm lại suất vài lần nữa các bạn. Và cái từ mà thống đốc Bowman sử dụng đó chính là rate increases. Đây là cái từ số nhiều các bạn nghĩa là sẽ có ít nhất thêm một lần tăng lại suất nữa. À, thì đây là cái lời phát biểu của thống đốc Michelle Bowman mà thôi đã không đại diện cho tất cả những quan chức của Fed Mỗi lần mà các bạn nghe thấy bất cứ ai phát biểu đó thì các bạn cần phải xem một cái danh sách đó chính là danh sách của những người nào được bỏ phiếu Và Michelle Bowman thì là người mà được bỏ phiếu các bạn Trong Fed thì các bạn thấy được là đây là danh sách những người mà được bỏ phiếu năm 2023 Bên trên này đó là những người mà sẽ được bỏ phiếu mãi mãi như là Permanent Voting Members Chúng ta có Chủ tịch John Powell và một số những cái thống đốc khác trong đó chúng ta có thống đốc Michelle Bowman mình chúng ta vừa mới nói tới và bên dưới này đó thì chúng ta được là sẽ đi theo vòng có nghĩa là có những năm thì chủ tịch này được bỏ phiếu như năm chủ tịch kia được bỏ phiếu cho nên mỗi lần mà chúng ta nghe bất cứ ai phát biểu về lãi suất thì các bạn cần phải hiểu người này có quyền để bỏ phiếu trong năm nay hay là không nhưng mà Michelle sau mình thì là một trong những người mà được quyền bỏ phiếu và các bạn thấy được là phần lớn là mỗi lần mà phép hợp thì uh, tuy là về tương lai đó thì những quan chức của Fed sẽ có suy nghĩ khác nhau là lãi suất phải cao tới mức nào nhưng mà phần lớn đó những lần mà hợp các bạn đều thấy là đều đồng lòng hết nghĩa là hầu như tất cả mọi người đều là bỏ phiếu là ngân không tiếp tục tăng nữa hay là bỏ phiếu là sẽ tiếp tục tăng nữa thì cái đó tại sao vậy các bạn thì có thể là à, đó là cái bộ độc của Fed không muốn mọi người nghĩ là trong Fed có nhiều cái ý kiến bất đồng với nhau và bỏ phiếu cũng trái ngược nhau cho nên mỗi lần bỏ phiếu đó thì các bạn thấy rất nhiều lần là mọi người đồng lòng giống như là cái đợt vừa rồi mới đây tăng 0.25 thì mọi người đều đồng lòng. Thôi cảm thấy nó có gì đó không đúng tại vì nếu bỏ phiếu lúc nào cũng đồng lòng như vậy à, thì có còn cần phải bỏ phiếu nữa hay là không? Nhưng mà đương nhiên cũng có một số đợt nó không đồng lòng nhưng mà các bạn thấy đợt gần đây cái sự đồng lòng nó rất là cao trong khi mà khi phát biểu đó thì cái sự phát biểu đó hoàn toàn trái ngược với nhau các bạn những gì thống đốc Michelle Bo mình nói khác biệt so với là những gì mà chủ tịch John Paul đã nói cái đề bài tuần tại vì các bạn nhớ là chủ tịch John Powell nói đợt tăng lãi suất này đó có thể là đợt tăng cuối cùng miễn là chúng ta không thấy chỉ số CPI tăng nữa mà thôi nhưng mà ngược lại đó chúng ta vẫn chưa có một chỉ số CPI mới mà thống đốc mình đã nói là có thể là cần phải tăng thêm nữa cho nên nó có cái sự không có chung khớp với những gì mà được chia sẻ bởi chủ tịch John Powell Và Michelle Bowman thường là một người mà hawkish hơn, nghĩa là nhiều hâu hơn những người khác Có nghĩa là những người mà thích lãi suất tăng cao hơn là những cái người còn lại Chúng ta thấy được là trong cái bộ phận của Fed thì bây giờ là chúng ta có những người như là Neil Cascari Và chúng ta có Michelle Bowman là những người mà nghiêng về xu hướng là cần phải tăng lãi suất nhiều hơn nữa Nhưng mà cái lời nói mà có trọng lượng nhất bây giờ vẫn là của chủ tịch John Powell cho nên mọi người sẽ quan tâm đến chỉ số CPI thì trong ở ngược lại với chỉ số phần trăm là phát CPI đi Chúng ta có nên lo lắng hay không trong khi mà bây giờ ước tính là 3.3% cao hơn là tháng vừa rồi trong khi chúng ta đã thấy là bao nhiêu tháng qua chỉ số CPI nói chung nó nghĩa là cái đường mà màu xanh dương các bạn nhìn thấy trên màn hình hiện bây giờ thì giảm liên tục từ tháng 6 của năm ngoái là 9% giảm chỉ còn có 3% mà thôi giảm liên tục luôn nhưng mà đợt này đó thì lại có thể tăng ngược trở lại thì một điều mà các bạn nên hiểu đó cái cách tính của chỉ số CPI theo năm là mỗi 12 tháng có nghĩa là chúng ta sẽ so sánh cái tháng 6 mới đây với lại tháng 6 của năm trước đó và tháng 6 năm trước đó phần trăm lạm phát rất là cao các bạn 9% thì so với lại cái mức đỉnh của năm ngoái đó thì năm nay các bạn thấy là giảm xuống còn 3% trăm thì các bạn thấy được là trong những cái tháng tới đây giống như là tháng 7 của năm nay sẽ so sánh với đề tháng 7 của năm ngoái và tháng 7 của năm ngoái đó các bạn thấy được là đã bắt đầu là có sự suy giảm rồi là 8.5 và cứ thế so sánh với lại cái 12 tháng trước cho nên từ một bước đầu đó đó chúng ta sẽ không tiếp tục thấy phần trăm lạm phát nó giảm nhanh như là chúng ta đã thấy trong vòng một năm qua nữa mà nó sẽ bắt đầu chậm lại tại vì trên căn bản đó cái mức cao nhất của năm ngoái chúng ta đã qua rồi có nghĩa là tháng 6 năm nay so với tháng 6 năm ngoái thì khả năng là trong những tháng tới đây chúng ta sẽ không có thấy cái tốc độ giảm nhanh như vậy nữa mà nó sẽ trung bình ở đâu đó là 3% nhưng mà ngược lại đây chúng ta muốn tiếp tục thấy là chỉ số Core CPI tiếp tục giảm và các bạn thấy là CPI sẽ giảm trước rồi Core CPI nó sẽ bắt đầu đi theo nhưng mà với tốc độ chậm hơn tại vì Core CPI không tính năng lượng và thực phẩm cho nên chúng ta sẽ thấy được là những hàng khác đó thì nó không có giảm nhanh như vậy một phần tại sao mà chúng ta thấy là chỉ số CPI giảm nhanh một phần là tại vì chúng ta thấy là cái giá xăng dầu giảm rất là lẹ nhưng mà lần này đó chúng ta có thể nhìn thấy được là hợp đồng của dầu đã tăng trở lên, tuy là không phải là mức cao lắm các bạn, tại vì hiện bây giờ dầu ở mức là 82 đô và 82 cent kết thúc vào ngày thứ sáu mới đây thì cái mức này đó nếu chúng ta tính một trong một năm qua thì cũng đã giảm nhiều rồi từ cái mức cao một năm trước đây đó là khoảng 90 gần như 95 đô các bạn bây giờ còn có 82 đô mà thôi và gần đây chúng ta thấy là một thời gian dài ở dưới cái mức là 70 đô luôn và chúng ta có thể so sánh với lại cái mức cao nhất đó gần đây đó chính là cái mức là 105 đô các bạn vào tháng 3 của năm ngoái thì trên căn bản chúng ta cũng đã thấy được là giá dầu đó hợp đồng dầu cũng đã giảm rất là nhiều rồi và đợt này đó thì có một sự hồi phục lại thì chúng ta nhìn vào chỉ số inflation các bạn thấy được đây cũng là lần đầu tiên mà chúng ta nhìn thấy là chỉ số inflation là một cái công ty tư nhân đó họ tự đo cái chỉ số CPI thì dựa theo cái ước tính của họ đó thì cái mức CPI trong vòng 30 ngày qua đây không thể đổi nhiều các bạn. Vừa theo inflation là 2.42 thì bây giờ là 2.37. Cái điều mà tôi muốn chia sẻ với các bạn đây là vì cái cách mà chỉ số CPI hàng năm tính uh, so với là 12 tháng trước cho nên chúng ta hoàn toàn có thể thấy là chỉ số này tăng trở lại một chút nhưng mà điều đó cũng không có quan trọng đâu các bạn. Nếu như tăng nhẹ một chút cũng không có đáng lo. Điều quan trọng hơn hết đó là chúng ta muốn thấy core CPI giảm tiếp tục và nếu như giảm thấp cũng được các bạn miễn là trên cái xu hướng giảm mà thôi. Đó là điều mà mọi người quan tâm nhiều hơn và đây cũng là lý do tại sao mà mỗi lần chúng ta thấy sau khi mà tiền được in ra giống như là chúng ta nói tới là khủng hoảng tài chính hay là dịch bệnh mới đây đó tiền được in ra ào ạt dẫn đến phần trăm lạm phát tăng lên rồi sau đó một thời gian nó lạm phát lại trở về cái mức mà fed mong muốn là hai phần trăm thì mọi người nói là lạm phát được quản lý rồi nhưng mà giá cả cũng như vậy các bạn chứ không có giảm xuống nhưng mà ngược lại đó tiền đã mất giá rồi và cứ thế các bạn lần kế tiếp chúng ta đang thấy được là tiền được bơm ra để mà đem vào trong thị trường vì một lý do nào đó rồi sẽ dẫn đến là lạm phát tăng cao rồi chúng ta thấy được phép lại siết chặt tiền tệ dẫn đến là phần trăm lạm phát từ từ được quản lý trở về cái mức là 2% như Fed mong muốn à, trong một thời gian dài nhưng mà các bạn đã thấy được là khi mà trở về 2% đó đó chỉ là 2% so với cái giá của 12 tháng trước mà thôi tới một lúc nào đó giá đã tăng lên rồi thì sau đó giá đã bắt đầu tăng chậm trở lại thì các bạn thấy là phần trăm lạm phát 12 tháng sau đó sẽ trở về 2% nhưng mà cái mà các bạn để ý đó chính là tiền đã bị mất giá rồi và trong vòng 5 năm qua đã tiền bị mất giá rất là nhanh các bạn nhất là khi mà dịch bệnh xảy ra đồng đô đồ la là mất giá liên tục cứ một thời gian dài như vậy đây cũng là lý do tại sao mà chúng ta cần phải đầu tư lưu trữ tài sản tiền mặt đương nhiên ai cũng phải cần các bạn nhưng mà chúng ta chỉ cần một số lượng tiền mặt cần thiết mà thôi chứ nếu như các bạn lưu trữ tiền mặt dài hạn đó sẽ dẫn đến là các bạn một ngày nào đó đem ra sử dụng sẽ thấy tiền đã mất đi khả năng mua không như trước đây nữa tôi đã nói khá nhiều về cái đề tài này cho nên chúng ta sẽ không nói quá sâu trong video ngày hôm nay và chỉ số CPI sẽ công bố vào lúc 5 giờ rưỡi sáng giờ Cali ngày thứ năm tại Hoa Kỳ Nghĩa là cùng ngày đó ở Việt Nam là 8 giờ rưỡi tối Chúng ta chuyển qua nói tới một đề tài khác đi Đây là cái uh, Bitcoin heatmap mà nhiều bạn uh, thường hay thích thường cập nhật Và đây là tài liệu được chia sẻ bởi Classno tính cho đến ngày hôm qua Thì các bạn đã thấy là ở bên tay trái đó chúng ta có những cái nhóm địa chỉ ví Giống như là lưu trữ dưới 1 BTC Rồi 1 tới 10, 100 tới 1 uh, ngàn Rồi tiếp tục lên tới hơn 10 ngàn BTC như các bạn thấy Và những cái màu các bạn nhìn thấy đó thì màu đỏ nghĩa là phân phối BTC Có nghĩa là có BTC rời khỏi ví và màu xanh đậm đó nghĩa là tích lũy BTC Thì chúng ta cũng thấy là trong thời gian qua đó tiếp tục nhìn thấy là cái nhóm mà có nhiều BTC nhất nghĩa là hơn 10.000 BTC Thì liên tục là một màu đỏ các bạn Và chúng ta cũng tiếp tục thấy là cái nhóm bên dưới này đó là từ 100 tới 1.000 BTC là tiếp tục phân phối Chỉ có một nhóm mua nhẹ mà thôi chính là từ 1.000 cho đến 10.000 BTC các bạn cái nhóm này là có cái sự tích lũy Và đã có một cái sự tích lũy một thời gian rồi à, Nhưng mà các bạn thấy là cái tốc độ tích lũy cũng đã giảm xuống Còn những nhóm còn lại đó Dưới 100 BTC thì các bạn thấy là Chúng ta đang ở cái màu à, cam Rất là nhạt như thế này Có nghĩa là chúng ta là nằm ở trong cái vùng này Nghĩa là phân phối nhẹ thì cái tài liệu này của classno đó họ sẽ không có tính những cái địa chỉ ví của sàn nhưng mà nếu như các bạn nhìn thấy tình hình ngay bây giờ đó thì cái nhóm mà thu mua thường xuyên gần đây đó tích lũy thường xuyên đó chính là từ một ngàn tới mười ngàn và chúng ta có đưa những giả thuyết đây có thể là những cái địa chỉ ví của những tổ chức đầu tư họ sẽ lưu trữ từ một ngàn tới mười 000 để họ chuẩn bị có bitcoin spot etf vân vân những tổ chức đầu tư forward nhưng mà các bạn thấy được là ngay cả cái nhóm đó bây giờ cũng đã chậm lại rồi hầu như đi tích lũy rất là ít hiện bây giờ nhưng mà những nhóm còn lại đó thì một là phân phối mạnh, như là trên 10.000 BTC hay là từ 100 tới 1.000 BTC thì cái sự phân phối mạnh này là phân phối cho ai, đó là điều thường chưa có rõ đây các bạn. Lâu lâu đó thì chúng ta có những chi tiết hơn giống như là cái số lượng BTC được phân phối bởi cái nhóm mà có nhiều nhất hay là cái nhóm từ 10 tới 100 là bao nhiêu BTC. Tại vì cái điều quan trọng hơn đó là không phải là tích lũy mạnh hay là phân phối mạnh dựa theo những cái nhóm mà là cái con số đó là bao nhiêu. là cũng đã biết là địa chỉ ví mà hơn 10.000 BTC đó thì đương nhiên không nhiều bằng từ 1.000 tới 10.000 cho nên khi mà họ phân phối như vậy đó trong cái thời điểm này thường đã chia sẻ với các bạn là cái nhóm từ 1.000 tới 10.000 trên các bạn họ tích lũy đó còn nhiều hơn cả cái số lượng phân phối và cái nhóm nhiều nhất tại vì có nhiều địa chỉ ví trong nhóm đó hơn thì bây giờ chúng ta vẫn chưa có những tài liệu chi tiết đó nhưng mà cũng rất là thú vị các bạn nếu như mà phân phối mạnh như vậy mà không có sự tích lũy đến từ những cái địa chỉ ví còn lại thì ai đang tích lũy có phải là phân phối ngược trở lại cho sàn hay là không nghĩa là sàn sẽ là những cái địa chỉ ví mà thu BTC về Các bạn nghĩ sao các bạn hãy comment ở bên dưới Đáng tiếc là Thuận vẫn chưa có những tài liệu chi tiết nhưng mà Thuận sẽ tìm kiếm tài liệu và khi mà có sẽ chia sẻ với các bạn chi tiết hơn về những gì đang xảy ra hiện tại. Nhưng mà một điều không khác biệt so với những gì được chia sẻ trước đây đó chính là hai cái nhóm vẫn đang phân phối là hơn 10.000 BTC và 100 cho đến 1.000 BTC và tích lũy chỉ có một nhóm duy nhất mà thôi đó chính là 1.000 tới 10.000 nhưng mà tốc độ đã chậm lại. Đó là gì mình thường muốn chia sẻ ở đây. Chúng ta bây giờ hãy chuyển qua để nói về tài liệu on chain nói chung đi các bạn. Thì đầu tiên hết thì chúng ta nhìn vào open interest như là những cái lệnh mở, đòn bẩy của BTC. Thì các bạn đã thấy được là từ thời điểm là tháng 12 tới bây giờ đó thì chúng ta cũng đã có một số được thanh lý. Nhưng mà tới bây giờ thì các bạn thấy được là cái số lượng lệnh đòn bẩy của BTC vẫn đang tiếp tục tăng cao các bạn và tới thời điểm bây giờ đó thì cái mức đó đã ngang khoảng chừng là tháng 10 của năm ngoái, có nghĩa là trước khi mà có sự kiện của FTX lệnh đòn bảy đó đang có cái xu hướng tăng lên, đó là điều các bạn nên hiểu ở đây. Và chúng ta có thể nhìn thấy là cái số lệnh đòn bảy đó sử dụng nhiều đòn bảy hay không? Thì câu trả lời là có, các bạn vẫn đang tăng lên. Đại diện và nhìn vào cái đường màu xanh trên màn hình, có nghĩa là chúng ta vẫn đang tiếp tục có thêm lệnh đòn bảy xuất hiện trên những sàn và cái số lệnh đòn bảy đó sử dụng nhiều đòn bảy hơn. Một phần tôi nghĩ là tại vì mọi người đều đang suy nghĩ là giá của BTC không thể cứ mãi đi trong phạm vi hẹp như được được từ 29 tới 30 ngàn một thời gian dài tiếp tục được chỉ nên sớm muộn gì cũng sẽ có một cái đợt một là tăng trưởng mạnh hai là giảm mạnh mà thôi giống như là một cái lò xo nó nén lại một thời gian dài thì khi bung ra nó sẽ tăng rất là xa chỉ chưa biết là hướng nào thôi các bạn nhưng mà hầu như nhiều người à, đã chọn sẵn phương hướng và có nhiều lần nội bài xuất hiện chúng ta có thể nhìn vào tài liệu liên quan tới thợ đào của bạn đây là chỉ số mpi thì đây là một chỉ số đo lường cái lực bán của những cái thua đào của bạn những cái xưởng đào để xem coi là cái tốc độ bán của họ so với lại một năm trước đó, trung bình thì nhiều hay là ít đó không phải đo là bán bao nhiêu mà đo là trung bình 12 tháng qua đó thì mỗi lần mà chúng ta thấy cái đường màu xanh này mà nó chạm hoặc là qua khỏi cái đường gạch trạch màu đỏ này có nghĩa là lực bán đang ở cái mức gọi là cao tương đối so với lại 12 tháng trước thì chúng ta có thể nhìn thấy là trong thời gian qua đó trong dòng để thường zoom vào các bạn thấy rõ hơn là hai ba tháng qua liên tục chạm vào cái đường màu đỏ này nhưng mà gần đây đó cũng có các bạn lần cuối cùng đó cái đường màu xanh này chạm vào vùng màu đỏ đó chính là cuối tháng 7 cách đây cũng một tuần rồi nhưng mà sau đó các bạn đã không thấy tiếp tục chạm nữa thì nói chung đó khi mà thuận zoom ra các bạn có thể nhìn thấy được là từ đầu năm cho tới bây giờ cái đường màu đỏ đã bị chạm vào rất là nhiều lần nhất là từ thời gian tháng 4 cho đến khoảng chừng là đầu tháng 7 nhưng mà tốc độ đó chạm vào dù màu đỏ cũng đã chậm lại trong vòng mấy tuần qua như các bạn đã thấy chỉ chạm một lần mà thôi từ cái thời điểm là ngày 19 tháng 7 cho đến bây giờ chỉ chạm vào màu đỏ một lần và điều này có nghĩa là những cái pull đào đó tốc độ bán của họ cũng đã chậm lại và nó cũng có thể thấy rõ hơn khi mà các bạn nhìn vào một tài liệu khác đó chính là cái số lượng BTC được gửi từ những cái thợ đào cho những sàn giao dịch mà được ghi lại thì các bạn có thể nhìn thấy là bắt đầu là từ đầu tháng 6 đó cái số lượng BTC được gửi lên sàn đã tăng lên và tăng lên cho tới cái mức cao là ngày 11 tháng 7 rồi sau đó đã giảm nhanh xuống bây giờ các bạn thấy được là cái số lượng BTC gửi lên sàn không còn là bao nhiêu hết từ những cái thợ đào có nghĩa là thợ đào bây giờ cũng đã chậm lại việc bán rồi Như vậy thì còn cái số lượng BTC trên sàn nhiều hơn hay ít hơn Thì các bạn đã thấy là BTC đã liên tục rời khỏi sàn một thời gian dài rồi à, Nhưng mà chúng ta đã thấy là bắt đầu từ thời điểm đầu tháng 7 tới bây giờ đó Thì cái số lượng BTC trên sàn thì cũng tương đương như vậy mà thôi Chúng ta nhìn thấy được là tài liệu từ Crypto cho thấy là đầu tháng 7 đó Lúc đó chúng ta có khoảng chừng là 2 triệu BTC trên sàn Bây giờ chúng ta cũng cỡ đó Khác nhau không có nhiều các bạn Khác nhau chỉ có là khoảng chừng 10.000 BTC mà thôi Đây là con số không đáng kể Trong khi chúng ta so sánh uh, con số là tính theo cả triệu BTC cho nên cái số lượng BD trên sàn bây giờ nó cũng đã khựng lại các bạn không có tiếp tục rời khỏi sàn nữa Và còn về Ether thì sao? Ether thì cũng tương tự như BTC các bạn thấy được là liên tục có Ether rời khỏi Nhưng mà gần đây đó thì chúng ta đã thấy là khi zoom vào cũng tương tự như BTC khoảng chừng là cuối tháng 6 đầu tháng 7 thì cái số lượng Ether trên sàn cũng cơ đó các bạn giảm nhưng mà rất là chậm tốc độ không còn nhiều nữa Thì tài liệu on chain mà Thuận Dư chia sẻ chỉ cho chúng ta thấy là giá cả đang có cái sự khựng lại khiến cho nhiều người cũng hơi chán các bạn và cái sự sôi động về tin tức cũng đã giảm xuống và tài liệu on chain cũng cho thấy không có nhiều cái sự gọi là quá bất thường ngay cả những thợ đào bán bây giờ đã tốc độ cũng đã giảm xuống rồi ngoại trừ chúng ta vẫn tiếp tục thấy là cái số lệnh đòn bẩy đang tăng cao lên có thể như thằng vừa chia sẻ tại vì giá nó buồn chán quá cho nên nhiều người chuẩn bị sẵn lên đầu bảy khi mà giá có sự thay đổi chúng ta cũng có một cái thông tin cũng rất là thú vị liên quan tới ETF các bạn nhưng mà lần này đó là liên quan tới Ethereum chúng ta cũng đã biết là gần đây đã có hàng loạt những công ty đó đã đệ đơn để có Ethereum ETF nhưng mà đây là tên futures ETF các bạn như là chúng ta nói tới VanEck, Porsche vân vân. Nhưng mà chúng ta lại có một công ty là Valkyrie và công ty này đã ngày thứ sáu đã đề một cái đơn gọi là 497 các bạn. Đây là một cái đơn không phải là đơn đề xuất một ETF mới mà đây là một cái đơn để thay đổi chiến lược đầu tư để có thể có luôn y trong đó không biết đã có được thông qua hay là không nhưng mà cái chiêu này đã được sử dụng trước đây rồi Các mà đã biết là ở hoa kỳ đó thì chúng ta cũng có những cái công ty bán cần sa và có những cái quỹ đầu tư etf họ muốn có etf uh, liên quan đến cần sa nhưng mà lúc trước đây đó thì uh, SEC vẫn chưa có đưa ra quyết định là họ có cho phép một chiến lược như vậy hay là không. Nhưng mà có một cái uh, quỹ ETF đó chính là cái quỹ LA các bạn, LARE thì đây là một cái quỹ mà chuyên đầu tư vào bất động sản ở Mỹ Latin, Latin America. Thì cái quỹ này đó đã được thông qua rồi bởi SEC nhưng mà họ đã đề một cái đơn để mà thay đổi chiến lược một chút và cái quỹ này đã sẽ đầu tư trực tiếp vào những cái miếng đất hay là những cái công ty mà chuyên liên quan đến cái ngành cần sa và sau đó SEC đã duyệt để cho thay đổi chiến lược có nghĩa là sec không có duyệt để thông qua một cái etf liên quan đến cần sa nhưng mà họ cũng đã cho phép một cái quỹ bất động sản để mà thay đổi một chút để có thể đầu tư vào những công ty liên quan đến cần sa thì có phải là hiện bây giờ đó Công ty Valkyrie cũng muốn chơi chiêu trò tương tự Có nghĩa là họ sẽ uh, Thay đổi chiến lược một chút Và chiến lược của họ bây giờ là không chỉ là có BTC Mà có luôn cả Ether Thì trên căn bản đó SEC không cần phải ra quyết định Là có cho phép cái quỹ Ethereum Futures ETF hay không, à, chỉ đơn giản là cho phép một cái quỹ hiện tại thay đổi chiến lược để có thêm ETH mà thôi Thì không biết là SEC có chịu thông qua hay không, chúng ta hãy tiếp tục chờ đợi để xem sao Nhưng mà nếu như là như vậy đó thì tôi nghĩ nó cũng sẽ dẫn đến hàng loạt những cái công ty sẽ làm điều tương tự Có thể là nó hơi khó hơn một chút, để tôi cho các bạn một cái ví dụ dễ hiểu hơn Nếu như các bạn là một cái quỹ mà chuyên về đầu tư vào bất động sản ở Mỹ Latin đi, thì các bạn sẽ nói với SEC là các bạn muốn thay đổi chiến lược một chút. Chiến lược này của các bạn đó sẽ không những là chiến lược hiện tại mà còn có bất cứ một cái miếng đất nào mà đang được săn lùng và mang lại lợi nhuận cho nhà đầu tư thì SEC nghe như vậy thì sẽ cho thông qua. Nhưng mà sau đó các bạn lại đầu tư vào những công ty hoàng đến cần xa. Rồi khi mà SEC hỏi tại sao lại như vậy thì bạn sẽ trả lời là thì đương nhiên đây là những cái mảnh đất mà đã được săn đón và mang lại lợi nhuận cho nhà đầu tư thì nó phù hợp với chiến lược đã được thông qua bởi SEC thì lần này tôi nghĩ cũng tương tự giống như là Valkyries họ muốn nói là họ sẽ đầu tư vào một chiến lược tiền kỹ thuật số để mà mang đến lợi nhuận thì nếu như mà được thông qua thì họ sẽ bắt đầu là có luôn tờ khi mà SEC hỏi tại sao lại có tờ trong đó thì họ sẽ nói là tại vì phù hợp với chiến lược mà được duyệt bởi SEC giống như là tiền trảm hậu tấu gì các bạn làm chứ cái tính sao